thầy cô, các bạn học sinh, chúng tên Nguyễn Thị Dương, đại diện khối Cốc Sở Dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất là vinh dự được đại diện cho Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Y khoa Debrecen Hungary tham gia cái tài trợ cho chương trình cuộc thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ 16. Vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các năm trường có số huy chương nhiều nhất trong cuộc thi này, năm bộ sách giáo khoa toán lý hóa bằng tiếng Anh, và chúng tôi mong rằng là kỳ thi thứ 17 tại Cần Thơ chúng tôi sẽ tiếp tục, chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tài trợ và ủng hộ không chỉ là hiện kim mà còn là những cái phần thưởng học bổng, những cái sách vở để giúp cho các trường tăng cường đẩy mạnh việc học các cái môn học không những là bằng tiếng Việt mà còn bằng tiếng Anh để đi ra với quốc tế. Chúng tôi cũng xin thông báo là Đại học Quốc gia Singapore, một trong 50 trường hàng đầu thế giới, đã quyết định sẽ duy trì cái việc tài trợ cho cuộc thi này hàng năm. Năm nay thì nhà trường đã gửi tặng cho ban tổ chức cuộc thi 1.000 đô la Singapore cũng như 5 cái bộ sách giáo khoa. Trường Đại học Y khoa Hungary Debrecen cũng gửi tặng 6 cái phần học bổng nhỏ để gửi tặng cho các bạn học sinh giải nhất môn sinh. Trung tâm Đào tạo Việt Nam Học Điểm cũng gửi đến cho 3.600 học sinh cái phiếu ưu đãi học bổng, và đặc biệt có cái phần thưởng học bổng lớn cho 60 bạn học sinh đoạt các cái giải huy chương vàng hạng nhất. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bản thân tôi cũng là một học sinh của trường Lê Hồng Phong trước đây, nhưng mà hôm nay thì tôi rất là vui mừng là với một cái cuộc thi lớn như là cuộc thi 30 tháng 4 thì chúng ta nhìn thấy một hình ảnh một đất nước Việt Nam rộng lớn, nhiều tỉnh thành tham gia cuộc thi này, và chúng tôi xin chúc cho cuộc thi Olympic 30 tháng 4 sẽ trở thành ra không phải chỉ là của phía Nam mà sẽ là một cái cuộc thi mang hình ảnh quốc gia, và có thể sẽ mở rộng ra để cho bạn bè các nước khác tham gia để có thể trở thành ra một cuộc thi quốc tế. Sang năm chúng tôi sẵn sàng gửi vào ngân hàng đề thi của cuộc thi Olympic 30 tháng 4 những đề thi bằng tiếng Anh, và mong và cũng xin được góp phần một tay và góp phần tài trợ để có thể có thêm một các cái môn toán lý hóa sinh mà thi bằng tiếng Anh và với đề thi quốc tế, để cho các bạn học sinh chúng ta có dịp thử thách, có dịp tranh đua với các cái chiều hướng quốc tế bên ngoài. Một lần nữa xin được cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả các thầy cô và các bạn học sinh.